Chào mọi người đã trở lại kênh của mình là Sông bên Bất Động Sản Nhân Trạch. Trước tiên là mối quan hệ giữa môi giới và nhà đầu tư, sau là mối quan hệ làm ăn lâu dài. Hôm nay em xin chia sẻ với mọi người khu vực đầu tư cực kỳ tiềm năng ở huyện Nhân Trạch mọi người nhé. Khu vực em giới thiệu tới anh chị là khu tái định cư Long Thọ mọi người nhé. Đây là địa bàn huyện Nhân Trạch mọi người nhé. Và khu tái định cư Long Thọ là nằm ở phía đông nam của huyện Nhân Trạch mọi người nhé. Đây cái khu vực này em định giới thiệu tới anh chị, đó là mặt tiền đường Hùng Vương mọi người nhé. Và mặt tiền đường Liên Cảng thì đường Hùng Vương là lộ giới 40m, còn mặt tiền đường Liên Cảng là nhằm chở nền kinh tế Nhân Trạch sau này á mọi người. Thì cái lộ giới đường này là 80m mọi người nhé, để mình chia sẻ cho mọi người. Khu vực tái định cư Long Thọ này gồm có 9 phân lô, trong đó thì những cái hai cái khu vực này là hai khu vực lô phụ mọi người nhé, và năm cái khu vực này là khu vực phân lô chính. Thì khu vực phân lô chính là với diện tích là 5x25, còn cái khu vực lô phụ này á là 4x20 mọi người nhé. Và trong này là gồm có 3 khu cực kỳ tiềm năng, đó là khu vui chơi giải trí, đó là khu công viên mọi người nhé, rất là rộng mọi người nhé. Và cái khu mầm nâu, khu mầm nâu này thì cái cổng là hướng ra phía đông mọi người nhé, hướng ra đường Liên Cảng. Và cái trường này đã thi công xong mọi người nhé, và đang chiêu sinh, chuẩn bị đón học sinh, chắc là tầm tháng 10 là bắt đầu vô học đó mọi người. Và ngay chỗ này là cái trường tiểu học mọi người nhé, đã động thổ thi công. Để mình giới thiệu đến quý anh chị thông tin trường động thổ thi công mọi người nhé. Trường tiểu học cơ sở 2 Long Thọ mọi người nhé. Địa điểm tại ấp 5 xã Long Thọ, Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đó là cái thông tin động thổ của công trình này mọi người nhé. Và tình hình thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng như là các Ủy ban xã đồ á, cán bộ ban ngành xuống rất là đông trong 2 ngày, đó là ngày 4 và ngày 5 tháng 9 năm 2022 mọi người nhé. Trường mầm nâu trong cái khu tái định cư này mọi người nhé. Và cái trường này thì chưa học mọi người ạ, chuẩn bị đón học sinh lần đầu tiên mọi người nhé. Đây là cái thông tin chiêu sinh. Và đây là cái video mà ngay chỗ trường tiểu học thi công mọi người nhé. Đây là cái bạc và sau khi làm lễ động thổ á mọi người, thì các anh em đang dọn dẹp mọi người nhé. Mình thì mình đi trễ. Khu tái định cư Long Thọ này gồm 9 phân khu mọi người nhé. Trong đó thì 7 phân khu lô chính là 5x25 và 2 phân khu lô phụ á là 4x20. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một vài cái lô giá đầu tư của khu vực này. Lô đầu tiên em giới thiệu đến quý anh chị là lô phụ 80m2, bị dính phong thủy là dính ngọc ba mọi người nhé. Và bán rẻ hơn so với thị trường là 150 triệu, so với cái lô cùng kỳ. Đó là lô này là 1.6 tỷ mọi người nhé. Và vị trí của nó theo cái bản đồ là nằm chỗ này mọi người nhé. Lô thứ hai mình giới thiệu đến quý anh chị, đó là lô 61/540, cũng lô phụ mọi người nhé. 80m2, đó là bên cạnh cổng trường học. Lô này là 1.750 tỷ mọi người nhé. Theo cái vị trí là nó nằm ở chỗ này mọi người nhé, đối diện với cái bên hông trường học và cái cổng là hướng đông mọi người nhé. Lô thứ ba em giới thiệu đến anh chị, đó là lô cũng lô phụ 1.750 tỷ, 61/563, 80m2. Nó nằm ở vị trí này mọi người nhé, đối diện với phân khu lô phụ 80m2. Lô số 4 và lô số 5 là lô cặp em muốn giới thiệu tới anh chị, đó là lô chính mọi người nhé. Hướng tây là 5x25, 125m2, với số thừa là 61, số thửa là 619 mọi người nhé. Lô thứ hai là 61/620, đó là lô cặp mọi người nhé. Và thông tin là chủ hai cái lô này là chưa biết thông tin của trường tiểu học cơ sở 2 đã động thổ, nên là người ta vẫn đang bán cái giá cũ mọi người nhé. 2.550 tỷ là giá đầu tư cực kỳ tốt cho quý anh chị. Vị trí của lô số 4 và lô số 5 là nằm chỗ này mọi người nhé. Nó là hướng tây và nó nằm trên mặt tiền của đường ra cái trường tiểu học cơ sở 2 này mọi người nhé.
Lô thứ 6 em giới thiệu tới anh chị là lô chính 140m² mọi người nhé. Mặt tiền 5.8m, mặt hậu 5.4, hướng nam, hướng ra công viên mọi người nhé. Cái dãy này nó là chủ yếu là sản phẩm 5x25 125m², nhưng mà lô này thì diện tích của nó lớn hơn mọi người nhé. 140m² bị cục hậu một chút và cái giá của nó rẻ hơn thị trường rất là nhiều, là chỉ 3 tỷ. Cái trung bình của cái dãy này là bán 3.150 tỷ cho tới 3.2 tỷ đối với lô là 125m² mọi người nhé. Số tờ số thửa lô này là 61210 và vị trí của nó là vị trí này mọi người nhé, hướng nam, vị trí này hướng nam, hướng ra công viên này mọi người nhé, công viên này rất là lớn. Lô thứ 7 em xin giới thiệu tới anh chị đó là cũng kế cận cái lô số 6 mọi người. Lô số 6 là chỗ này và lô số 7 là chỗ này mọi người nhé. Diện tích của nó là 125m², 5x25 đầu đuôi bằng nhau, 125m² hướng nam, hướng ra công viên mọi người nhé. Với cái giá là 3.150 tỷ, số tờ là 61, số thửa là 208 mọi người nhé. Vị trí của nó thì cũng giống như vị trí lô chợ nãy là nằm chỗ này và hướng ra công viên mọi người nhé. Và lô thứ 8 em giới thiệu tới quý anh chị là lô ngột mọi người nhé. Đó là lô chính 125m², 5x25 hướng đông, hướng ra mặt tiền đường liên cảng 80m mọi người nhé. Với số tờ 61, số thửa 645, giá này ngột rẻ hơn thị trường là 300 triệu mọi người nhé. Chủ bán 2.9 tỷ, giá thị trường khu này là 3.2 tỷ đến 3.3 tỷ mọi người nhé. Và cái vị trí của nó trên bản đồ đó là nó nằm vị trí này mọi người nhé, hướng ra mặt tiền đường liên cảng. Và mình giới thiệu thêm về cái đường giao thông trong cái khu vực tái định cư Long Thọ này mọi người nhé. Đó là phía tây giáp với đường Hùng Vương lộ giới 40m, phía đông giáp với đường liên cảng lộ giới 80m. Và đường nội bộ trong cái khu này thì các cái đường nối này mọi người nhé, thì lộ giới của nó là 26m và lòng đường là 20m mọi người nhé. Đây là cái lô 125m hướng công viên của mình đó mọi người. Đó là quy hoạch là 26m và lòng đường 20m mọi người nhé. Và cái đường nội bộ trong cái khu vực là quy hoạch là 16m và lòng đường là 8m mọi người nhé. Sau đây là một số cái hình ảnh cụ thể về cái đường trong cái khu vực tái định cư. Trên đây là mình chia sẻ cái cơ hội đầu tư cho anh em trong cái thời buổi khó khăn này, do cái khu vực này nó có hai cái trường đang thi công nên là đầu tư trong vòng 2 năm là cực kỳ tốt mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trước là mối quan hệ làm ăn giữa sale và khách, sau này là mối quan hệ làm ăn lâu dài. Em muốn tìm những người bạn và những người đồng hành để có những cái biên lợi nhuận tốt nhất trong cái thời buổi khó khăn này mọi người nhé. Mình nhận ký gửi bất động sản ở huyện Nhân Trạch mọi người nhé, ở các xã Cánh Đông của huyện Nhân Trạch và các dự án có sổ ở huyện Nhân Trạch, các xã như Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An, Vĩnh Thanh, Phú Hội và các dự án có sổ như Xây Dựng Hà Nội, HUD, Thành Ân, Eco Xuân, Xuân Flower, Mega City 2 và Long Tăng City 2 mọi người nhé. Đồng thời mình nhận giấy tờ test quy hoạch và kiểm tra xây dựng cho anh em ở xa. Chỉ cần anh em gửi cho mình cái bản scan của cái sổ, mình sẽ đi test quy hoạch cho mọi người và gửi kết quả cho mọi người thông qua cái bản scan hoặc là ảnh chụp hình gửi qua Zalo mọi người nhé. Mình sẽ bỏ ra 2 buổi, buổi đầu tiên thì mình đi nộp cái hồ sơ kiểm tra cho mọi người và trong vòng 15 ngày mình sẽ lên buổi thứ hai để lấy kết quả. Và mình sẽ gửi kết quả từng bước cho mọi người nhé, với chi phí là 500.000 đồng một lần kiểm tra. Anh em ở xa thì sẽ hỗ trợ cho anh em cái khoản đó mọi người nhé, đỡ cái thời gian cho anh em xuống huyện Nhân Trạch cũng như là thời gian chờ để lấy kết quả tốn thời gian dài. Anh em có thể liên hệ với mình để mình test và kiểm tra cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.